Nằm trong diện phải di dời nhà do nhà nằm trong dự án tuyến đường bộ ven biển, gia đình ông Huyên đã đồng ý ngay với chủ trương, bởi đây là chủ trương lớn không chỉ giúp thay đổi diện mạo nông thôn mà còn tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho lao động tại địa phương. Cái chủ trương của nhà nước thì nói chung là rất là tốt thôi, đúng đắn thôi. Vì về lâu về dài mà thì cái tính chất công nghiệp thì dân mới giàu hơn được. Thì cái này thì nhìn chung là chúng tôi rất ủng hộ. Vận dụng linh hoạt được phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và các quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nên Thủy Trình đã tạo được sự đồng thuận cao của người dân. Có thể kể đến như xây dựng nông thôn mới nâng cao, địa phương đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế xã hội như hệ thống giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, trường học. Đối với các nhiệm vụ mà triển khai ra thì được triển khai rất là đồng bộ từ xã rồi về đến thôn, để cho mọi người dân được bàn và được nắm bắt được các cái kế hoạch, các cái nhiệm vụ triển khai trong từng cái khu dân cư cụ thể, để có những kế hoạch phát triển của Thủy Trình, để Thủy Trình mãi là những cái lá cờ đầu của các cái xã ở đây, và cũng như là để chúng tôi có cái mục tiêu phấn đấu để làm sao đạt được nông thôn mới nâng cao và tiến tới là phấn đấu để nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, Thủy Trình đã hoàn thành 11 trên 11 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 50 triệu đồng trên một năm, cao gấp 2 lần thu nhập bình quân đầu người thời điểm năm 2014 về đích nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%. Đây chính là động lực để người dân tiếp tục chung tay vì mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu. Chúng tôi là người đảng viên hết sức mẫu mực và cố gắng nhiều hơn nữa để cùng với đảng bộ và nhân dân xã Thủy Trình và huyện Thái Thụy, Thái Bình để phấn đấu tới đây là sẽ tiến tới đô thị loại 4. Chung tay cùng phát triển quê hương, làm cho công việc tại quê hương nó phát triển một cách vững bền. Quyền làm chủ của nhân dân được coi trọng, giúp Thủy Trình phát huy được sức mạnh đại đoàn kết. Người dân tập trung cống hiến công sức trí tuệ, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.